Hello, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách blend màu mùa thu. Gọi là blend không chính xác lắm. Thực tế là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chinh phục được cái công cụ Layers Hue Saturation và song song đó là Selective Color, bởi vì hai cái này tương nó gần giống như nhau. Mình sẽ phân biệt và hướng dẫn các bạn sử dụng, nhưng mà chủ yếu là về Hue Saturation. Bài hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi màu lá sao cho nó giống màu lá mùa thu, sau đó thêm một cái lớp để mà nó ra hiệu ứng màu mùa thu vậy luôn. Rồi, đầu tiên chúng ta có cái này ha. Thì để bắt đầu, chúng ta sẽ tạo một lớp Hue Saturation. Các bạn click vào cái phần New Adjustment này, click vào và chọn Hue Saturation. Thì ở Saturation này sẽ cho các bạn ra cái bảng như sau. Cái preset thì đại khái như là nó sẽ phần này nó sẽ cho chúng ta những cái hiệu chỉnh có sẵn, ví dụ như là phong cách kiểu cũ nè, old style nè, nói chung là mình để default. Đại khái là những cái này giống như kiểu action, nó có sẵn những cái thông số mình chọn và nó sẽ đưa ra cái thông số có sẵn như vậy. Rồi phía dưới cái này master, cái phần này thì đó là những cái phần mà những cái màu chúng ta sẽ tác động vào. Master nghĩa là cả cái tấm hình này, nhưng mà ở đây mình chủ yếu là muốn đổi cái màu lá này, màu xanh này, cho nó xuống cái đổi nó thành một cái màu khác, tức là màu xanh này, màu xanh lá cây là màu green, và mình sẽ chỉ chọn màu green thôi. Thì ở đầu tiên là cái hue ha, cái hue này đại khái là nó có cho chúng ta cái thanh như thế này nè. Thì mình sẽ đưa nó vào một màu nào đấy để nó trộn cái màu mình đang chỉ này với lại cái màu cũ, và nó sẽ ra được cái màu mới như thế này. Thì ví dụ như là mình muốn sang màu tím nè, đó, màu xanh lá cây với là màu đỏ trộn lại ra màu tím. Rồi, nhưng mà cứ từ từ đã. Rồi, tạm thời để vậy ha. Rồi saturation, độ bão hòa. Nghĩa là mình sẽ tăng giảm cái màu, tăng giảm cái độ bão hòa màu cho nó đậm, nó nhạt đi chẳng hạn. Rồi lightness, ánh sáng, thực tế là nó sẽ cho nó trắng hơn hoặc là tối đen hơn. Rồi, colorize nghĩa là chế độ đơn sắc. Nghĩa là khi chúng ta click vào thì ảnh nó hoàn toàn chỉ dựa trên cái hue này thôi, nó không còn cái màu nào khác cả. Thì cái màu, cái color range này thường là ít khi dùng, nhưng mà ví dụ như là cho một cái, mình tạo một cái layer mask này cho một cái bộ phận nào có sẵn, ví dụ như là màu môi chẳng hạn, mình bôi chỉ vào màu môi thì chúng ta sử dụng color range, nhưng mà bây giờ thì không. Rồi, quay trở lại với green. Rồi, cái quan trọng nhất thì chúng ta sử dụng được cái này một cái hiệu quả, đó là cái thanh giấy này. Thì mặc định thì màu green nó sẽ chỉ cho chúng ta một cái vùng từ mép này tới mép này, nghĩa là từ cái khoảng này nó sẽ bị tác động vào. Nghĩa là khi mà mình kéo dài nó ra xâm luôn cả qua cái đoạn mà màu xanh dương này thì nó không đơn thuần là chỉ vào màu green nữa. Nghĩa là cái phần dưới này là phần mở rộng của cái phần kênh màu chúng ta sẽ tác động đó. Thì ở tại đây mình sẽ chọn kéo nó ra và mình sẽ thay đổi màu. Các bạn thấy nó sẽ thay đổi cách rất là đồng đều, chứ hồi nãy là mình đâu rồi, tạm thời bỏ cái này đi. Hồi nãy mình không có kéo cái vùng đó ra thì nó mặc định nó sẽ chỉ chọn vào cái vùng màu xanh lá cây. Thành ra là ở trong cái vùng này nó không chỉ có đơn nhất là màu xanh lá cây, mà nó có cả màu xanh dương ở đây, màu một chút màu vàng ở khu vực này, một chút màu vàng chẳng hạn. Thì khi chúng ta kéo này, khi chúng ta đổi, các bạn thấy nó sẽ tạo ra những cái gân lên, nhìn nó rất là kỳ. Cho nên là mình sẽ phải kéo dài cái độ tác động nó ra, lấn qua một số cái vùng ngoài nữa, để khi chúng ta thay đổi màu thì nó sẽ đổi màu đồng nhất cả màu xanh lá cây và một chút màu xanh dương, một chút màu vàng. Để kéo qua rồi và một chút xíu màu vàng. Rồi đây mình sẽ đổi màu, màu mùa thu thì thường nó sẽ màu vàng vàng, không hẳn là màu đỏ. Rồi phải đi saturation kéo lên chút xíu, tối lại thì xíu màu lá khô mà. Rồi lưu ý là chúng ta sẽ không kéo hết qua cái màu vàng này. Lý do, màu vàng này là màu da. Khi chúng ta kéo qua thì nó mặc định sẽ đổ luôn cả màu da này. Cho nên nên cẩn thận ha. Chúng ta sẽ kéo bớt nó lại vào cho nó chỉ vào đây thôi. Rồi, ok. Thì đơn thuần là như vậy.
Thì cái công cụ Hue Saturation này là một công cụ rất là mạnh để chúng ta có thể đổi màu được những cái vùng vùng màu có sẵn mà chúng ta mong muốn. Các bạn không cần quan tâm nhiều đến khu này, bởi vì đơn thuần là những có những cái cây nó không có đổi màu, không có đổi màu lá vào mùa thu, đa phần là lá phong thôi. Ở đây giống giống lá phong thì nó cũng không sao, nên là nó tự nhiên hơn, không đổi hết ha. Có nhiều bạn mình thấy các bạn đổi hết, làm sao đổi hết tất cả các màu này sang màu đỏ thì nhìn nó rất là không có thật lắm. Rồi bạn tắt con mắt này đi để mình biết trước sau này. Đó, đó là một cái cách đổi màu rất là hay. Cái tiếp theo nữa là đổi màu da. Bình thường các bạn đổi màu da có rất là nhiều cách đổi màu da, nhưng mà cách đổi màu da này mình hay dùng nhất đó là chuyển qua kênh yellow và kéo nó qua một chút màu đỏ, sau đó giảm bớt đi, giảm nhẹ đi và chuyển nó qua màu xanh để mà cho nó hồng hồng hơn một chút xíu nữa. Rồi, đó là trước và sau khi làm. Thì cái Hue Saturation này so với Selective Color thì nó khác nhau cái gì? Cái Selective Color này á, thì nó sẽ cho chúng ta những cái kênh màu như thế này, và nó không cho chúng ta Hue Saturation gì hết, mà nó cho chúng ta những cái kênh màu riêng, đó là CMYK. Black là K đó nha, cái K là ý chỉ là black á, là CMYK, tức là nó cho chúng ta những cái vùng màu riêng ở trong cái vùng màu đó. Ví dụ như ở trong cái màu xanh này chẳng hạn, màu xanh này chúng ta thấy nó là màu xanh như vậy, nhưng mà thực tế là nó có một chút màu vàng, một chút màu đỏ, một chút màu xanh dương, màu đen trong đó nữa. Thì để tất cả các màu đó nó hòa trộn lại, có thể coi sang phần info, mình đã nói nhiều rồi, phần info này ha. Thì đây cái CMYK này, chúng ta đưa vào màu xanh lá cây này chẳng hạn. Thì các bạn có thể thấy là cái CMYK nó không có chuyển hết về cái C hay là yellow gì cả, nhưng mà cái yellow này nó cao hơn, bởi vì đang màu xanh lá cây thì cái tỷ lệ màu vàng ở trong lá nó nhiều hơn. Đây, tạm thời tắt này đi. Tức là khi mà chúng ta muốn đổi màu á, thì chúng ta sẽ phải kéo rất là nhiều layer và tạo rất là nhiều layer để mà biến được cái màu này thành ra cái màu cái màu gì ta, màu cam vàng đi, rồi màu lá úa, rồi ok màu lá úa. Thì cái công cụ này thường để sử dụng để mà chúng ta tinh chỉnh nhẹ ở trong một cái màu sắc riêng biệt nào đó. Còn cái việc đổi màu thì chúng ta sử dụng Hue Saturation là tốt nhất. Rồi, ở đây thì mình nó chưa có đồng nhất lắm. Bởi vì theo cái quy tắc thì khi mà ánh sáng mặt trời chiếu vào rọi lại nó phản xạ, thì ít nhất là người này thì nó cũng phải dính một chút cái màu đỏ. Cho nên là mình tạo một lớp gradient map. Cái gradient map này thì nó đại khái là nó sẽ cho chúng ta một cái màu, hai màu hoặc là ba màu, nhiều màu tùy chúng ta. Nhưng mà từ bên này qua nó sẽ là từ vùng tối sang vùng sáng. Nghĩa là từ vùng tối nó sẽ áp dụng cái màu bên này, vùng sáng áp dụng bên này, cho nên nó tạo ra một cái vùng chuyển rất là đều. Ở đây mình chọn cái này có sẵn, click OK, tắt revert đi. Rồi đó, màu ở dưới cái vùng màu tối mình muốn cho nó màu xanh, và vùng màu sáng để cho nó hơi cái màu cam một chút. Rồi, là chuyển nó qua soft light và biến nó thành một cái nó giống như kiểu tăng contrast lên, nhưng mà thực tế là nó lấy cái lớp màu này đè xuống lớp màu cũ, rồi nhấn hai màu đó lại thì nó ra được cái màu này. Đó là giải thích cơ bản, nó là như vậy. Nhưng mà chúng ta cứ tạm hiểu là như vậy đã, rồi phân tích nhiều quá nó mới cống nó loạn lên. Rồi trở lại cái Hue Saturation màu lá này, nếu các bạn chưa thích thì có thể quay lại cái kênh green hồi nãy và tăng giảm, mình để giảm xuống một chút vậy. Rồi xong, đó là màu mùa thu. Giảm cái opacity đi chút xíu. Rồi chúng ta đã sử dụng Hue Saturation và chỉ Hue Saturation để tạo được cái màu lá thế này, mà không tác động, không có cần sử dụng những công cụ quá sức là cầu kỳ. Thì chúc các bạn may mắn và nhớ like và subscribe cho mình nhé. Cảm ơn.